Cái hình kia thì chụp 20 năm về trước, còn cái hình nào 20 năm về trước đấy hả? Dạ. Trời đất ơi. Hình rồi kia thì mới hồi năm ngoái nhưng thôi. Nhưng mà cái này phải 20 năm về trước. Ủa, trong đây có luôn không? Có luôn. Ờ, đó, 20 năm về trước và 20 năm về sau, lựa một anh. Về đâu? Ừ, dễ chọn, dễ nhìn nè. Đó, lựa đi. Đâu, anh nào mà 20 năm về trước và 20 năm về sau. Hai anh này đều có trong hai tấm hình nha. À, để em suy nghĩ. Ra là khuôn mặt bạn này là giống nhau nhất đó chị. Hả? Hai bạn này có cùng một khuôn mặt à? Còn anh này thì chắc là không phải. Thì giờ chọn anh nào? Anh đeo mắt kính á. Anh đeo mắt kính, đấy hả? Dạ. Anh này. Dạ. Dạ em nghĩ là bạn nữ đeo kính này nè. Tại sao em lại chọn bạn đeo kính? Tại vì hai hình này nó giống nhau. Xin mời hai bạn hướng mắt về trái tim để xem cảm nhận đầu tiên của mình ngày hôm nay đúng hay sai nha. Sai tên. Rồi. Em sai rồi. Vì là vì anh thay đổi nhiều quá nên là em. Anh kia cũng ra. Có nè, anh kia là cái anh ngồi bên kia. Tại vì em nhìn cái khuôn mặt ở đây, khuôn mặt ở đây em không nhận ra luôn. Trời ơi. Dạ, khi cuộc sống làm thay đổi vậy đó. Dạ. Nhưng mà ở ngoài vẫn khác hơn. Dù hai anh trong hình đó, anh ngoài này vẫn khác trong, hơn. Trong ngoài. Dạ. Ngoài ok hơn đúng không? Ngon làm hơn đúng không? Quá. Dạ, mình xin tặng em cái món quà. Mình cái gì? Mình là ai? Mình là anh xin tặng em cái món quà. Dạ. Dạ. Cái này là do cũng là một câu cái câu chuyện mà do quá trình mình không biết làm gì hết trơn á, trong 4 năm trước á, vô tình mình đọc được cuốn sách này mà nhờ cuốn sách mình là tạo nên thành công như ngày hôm nay cho mình. 4 năm trước là năm 2016 là bầu cử tổng thống Mỹ. Trước khi bầu cử tổng thống Mỹ thì mình đã biết rồi, là trước đó là mình đã hình dung ra khi mà tranh cử mình nói là ổng sẽ là tổng thống. Con mà... người ta sắp đi nước ngoài, nói chuyện nước em ngoài. Tại vì cái ngày mà công bố kết quả bầu cử là hôm đó em đi làm nhưng mà em không có làm. Em mở internet ra xong rồi em theo dõi kết quả bầu cử và em theo dõi kết quả từng bang. Khi mà kết quả là Trump thắng cử em cảm thấy sung sướng. Tại vì ban đầu mình cũng không biết là Trump bầu cử gì hết trơn, mình chỉ biết là mình đọc qua sách ổng làm bước đầu sản. Mình vẫn còn đang ở Việt Nam mấy chế mình bàn qua tới Hê Kỳ rồi mấy chế tặng qua. Dạ em xin. À em tặng anh một cái món này. Khá quà là đặc gì? Biệt. Đó đặc biệt cho tôi coi. Hơi nặng. Nặng quá. Cũng là dạ, một cuốn sách một cuốn sách. Anh là quê ở Sài Gòn luôn đúng không anh? Đúng rồi. Nên là em tặng anh một cuốn sách từ Sài Gòn. Yeah. Ủa tặng cuốn sách thì được rồi, sao tự nhiên kèm rượu bia không vô trong chổng chi nó vậy? Hai chai rượu bia trong chổng chi vậy? Tại vì anh bảo là anh không có hết rượu bia nên là em tặng anh để anh tập anh uống từ từ. Rồi đó, sao biết tặng có rượu bia? Em đoán đó chị. Đoán được luôn. Cổ tặng mấy cái chai rượu bia này toàn đồ nhẹ không à? Dạ em biết rồi. Hôm có nằm mơ có thấy ông Tơ bà Nguyệt báo tin 32 năm ngày hôm nay con gặp chị Cát Tường, được gặp anh kia. Không biết uống rượu bia tập cho ảnh nhậu xỉn đi con rồi luộc ảnh luôn đó, đem ra hai chai rồi. Hay quá rồi, ngồi xếp vào ghế xíu đi cưng, thấy ánh sáng dễ chịu rồi ha. Dạ. Hít thở một cái cho nó ngon lành ra nè. Rồi bây giờ em trai sẽ giới thiệu trước về những thông tin của mình. Dạ em chào chị Cát Tường và quý vị khán giả. Ừ. Dạ em tên là Lưu Quế Sung, năm nay là 32 tuổi. Rồi. Dạ hiện tại thì em đang quản lý nhà trọ. Wow. Dạ. Mấy cái? Khoảng hiện tại là còn khoảng 40 phòng. 40 phòng? Trời ơi, nhà trọ của ai vậy? Có một căn thì nhà của gia đình, còn những căn khác thì em thuê rồi em cho thuê lại. À, có nghĩa là 40 phòng nhưng mà nó có mấy căn? Dạ hiện tại là khoảng 6 căn. 6 căn nhà, trời có tầm nhìn chiến lược ghê. Mình mướn cái nhà xong mình chia phòng ra mình cho thuê. Có lời. Làm công việc này lâu chưa? Dạ em làm được 4 năm từ khi gia đình em đi định cư là em bắt đầu làm công việc này. À, gia đình đi định cư rồi. Rồi sao em không đi định cư gia đình luôn? Dạ thì em bị là vấn đề em bị kẹt lại vấn đề quá tuổi. À, rồi giờ có đang làm giấy tờ bảo lãnh đi gì không? Dạ hiện tại thì giấy tờ đã nộp rồi, giờ khoảng chừng là dự kiến khoảng 1.5 tới 2 năm là đi. Rồi giờ thí dụ giờ lấy vợ thì sao? Có dạ, kẹt lại nữa không? Dạ lấy vợ thì sau này bảo lãnh cái diện F2A nó cũng nhanh. Có nghĩa là giờ nếu mà có lấy vợ thì là coi như 1.5 nữa em cũng đi trước cái đã. Rồi em mới bảo lãnh vợ em sao? Ồ, chứ giờ không có bổ sung tên vợ em vô trong hồ sơ bảo lãnh dạ gì không, nữa. Tại vì em đi diện F2B là diện độc thân. À, nếu mà lập gia đình thì lâu hơn là nó sẽ trì trệ hơn dạ, nữa, hiểu dạ, không? À hiểu rồi, hiểu rồi. Bây giờ vợ em không chịu cho em đi trước. Một hai đứa ở đây còn hai đứa cùng đi rồi em có chịu đổi diện không? Mà đi qua đó trước xong rồi mình kết hôn.
mình có lấy thẻ xanh cái đã rồi mình kết hôn thì cái đó đi. Nhưng mà em đi cái dạng này vừa qua tới bên đó là có thẻ xanh liền. Dạ đúng rồi, khoảng 2 tuần là có thẻ xanh. 2 tuần có thẻ xanh liền xong rồi về mình đi trở về lại mình kết hôn. Dạ đúng rồi. Thì trong có 1 năm rưỡi 2 năm là đi thôi. Dạ đúng rồi. Rồi hiểu rồi, ngắn gọn, xúc tích dễ hiểu. Mời em giới thiệu. Rồi. Chào tất cả mọi người. Em là Uyên. Em muốn lấy chồng chưa? Dạ muốn. Gấp hôn. Dạ cũng khá khá. 3-4 năm nữa mới lấy được không? Dạ thì cái đó để tí em sẽ trao đổi. Tại vì với bạn chỉ tính sơ sơ tính dốt dốt thôi nè, 5 rưỡi nữa ông mới đi mà nói gì chỉ biết có chắc 5 rưỡi không, nhiều khi là 2 năm rồi qua bển á rồi đi về lại bảo lãnh em 1 năm rưỡi nữa là 2 năm nữa là phải 3-4 năm. Em chờ chồng 32 năm rồi thì em chờ thêm 3-4 năm nữa không sao. Chốt câu này được, giới thiệu tiếp rồi gì nữa nè. Dạ quê em ở Quảng Nam nhưng mà gia đình em sống ở Hồ Chí Minh là 25 năm. Em đang làm công việc gì? À, em làm nhân viên văn phòng. Vậy hiện tại em ở có mình à hả? Dạ em ở một mình. Ờ, ở một mình quản lý 6 cái nhà trọ. Ổn không? Ổn không? Em về có gì nếu em về em quản lý phụ. Đi thu tiền phụ thôi được rồi, không cần quản lý. Dạ, em xài tiền phụ được chị. Xài tiền phụ được ha. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ điểm mạnh của em thì đầu tiên là phải kể đến là cái sự kiên trì. Khoảng 4 năm nay em từ mức thu nhập mà 4 triệu thì có thể tạo nên được như vậy. Nó là mức kiên trì. Rồi em có cái nữa là thật thà. Ưu điểm của em thì em là không hút thuốc cờ bạc cụ chè. Thì cũng có nhiều người nói em một con trai mà không hút thuốc cờ bạc cụ chè thì sao lận trai được, không có trong đó. Thì em cũng nói thẳng thì con trai thì em vẫn thích gắm gái đẹp. Còn những cái điểm yếu của em thì em có vẻ là nhiều khi hơi nóng vội khi mà quyết định một cái gì đó. Thế điểm mạnh điểm yếu của em là gì? À em cũng là người khá là vui vẻ. Em có khả năng là nhớ đường, nhớ ngày sinh nhật của bạn bè, nhớ ngày cưới, nhớ đường, nhớ ngày cưới của ai. Dạ tức là bạn bè em cưới ngày nào em nhớ. Rảnh quá vậy trời ơi, là trời ở không quá, cái đầu không có chuyện gì suy nghĩ, không có chuyện gì nhớ hết trời. Nhưng mà bị cái là khuyết điểm mà bù lại là khuyết điểm của em là em không biết xài Google Maps, là em nhìn đường bên trái bên phải em không phân biệt được. Dạ, nhiều chuyện thì mình sẽ mất thời gian để mình suy nghĩ và mình đưa ra quyết định nào đó. Em đứng giữa những dòng suy nghĩ thì đôi khi mình rất là dễ bị bối rối, chưa có tính quyết đoán. Dạ em thiếu hơi bị nhờ, giống như cũng gió thổi chiều nào theo chiều nấy đó. Ví dụ dạ, bạn kêu vậy vậy cái người gặp bạn khác kêu vậy vậy có nghĩa là mình hơi bị hoang mang trước những cái dạ, sự chọn lựa, những cái thông tin, đúng không? Đúng rồi chị. Bạn em nhiều khi cũng nói em mà lật mà còn hơn bánh toán phải đó. Dạ đó, hiểu rồi đó. Tình trường em sao? Hồi em đi học thì em có biết một bạn lớn tuổi hơn em, nhưng mà về sau rồi thì em rất là thích bạn đó, nhưng mà em biết là về sau em biết bạn đó có bạn gái rồi thì thôi em cũng không có nói, nhưng mà em nghĩ là bạn đó biết điều đó. Thì bây giờ bạn đó có vợ có con và ở nước ngoài rồi. Coi như là 10 mấy năm nay là hả, em là hội trưởng hội độc thân đó. Ủa vậy rồi là cái mối tình đó là cuối cùng có quen không, có yêu không? Dạ nó chỉ có lẽ là chỉ là tình đơn phương thôi chị. Rồi coi như mấy chục năm là chưa có một mối tình nào hết. Dạ từ năm em 19 tuổi đến bây giờ em 32 là 13 năm rồi. Nguyên nhân gì mà giờ trung trinh tiết liệt quá vậy? Em nghĩ là tại vì em có là không có duyên. Nhìn em gặp người lạ là em rất là im lặng, em không có nói và khuôn mặt em rất là nghiêm. Mình biết vậy sao mình không cải thiện gương mặt mình chút đi? Biết điểm là mình phải cải thiện, nhưng mà chị cũng đang ngạc nhiên thắc mắc, cũng mọi thứ tướng tá rồi mặt cũng ok duyên dáng mà sao lại không có mối tình. Có ai vệ tinh đeo đuổi hay có ai đã tỏ tình với mình mà tại không phải gu mình nên mình từ chối không? Dạ không luôn chị. Không luôn vậy? Không luôn vậy? Không một dạ, ai xuất hiện xung quanh? Dạ nói chung là em sống một đời bình lặng mà như mà mặt hồ mùa thu vậy đó chị. Buồn không em? Hỏi thiệt buồn không em? Cũng thỉnh thoảng em cũng hơi buồn, nhưng mà thôi nhiều khi em nghĩ là mình có sức khỏe, có gia đình thì nó cũng may mắn hơn. Nhưng mà vẫn khao khát. Nãy nói nhiêu tuổi? 29 hả? Em 32 tại 32 cái xuân xanh. Sao em? Nghe chia sẻ của cô đó, trước tiên cái cảm xúc, cái cảm nhận của em giờ phút này như thế nào? Dạ thì em thấy thì nó cũng là lạ. Tại vì 32 tuổi mà ít nhất thì cũng phải có người theo đuổi cái gì đó đó. Dạ. Cô này mới bị, cô bị lời nguyền gì rồi? Bị lời nguyền gì rồi? Thôi còn tình trường của em? Thì em thì đếm không hết. Cái mối tình gần đây nhất cuối cùng á là từ bao lâu rồi? Đây nhất thì chỉ là cũng là gọi là tìm hiểu thôi chứ chưa gọi là quen. Mà sao tìm hiểu mà không hiểu? Dạ thì tìm hiểu thấy hai đứa không hợp thì rút sớm, chứ để lâu rồi tốn thời gian. Em muốn mong muốn một cái người bạn trai mình cái mẫu người như thế nào? Cao khoảng tầm 1m65 trở lên, người đầy đặn một tí. Và em hơi cao quá, em cao mét mấy? Em 161 cm. Em được cao được nhiêu? Chắc 1m64 quá.
Tại thấy em cao hơn, tại con gái mình lại cao lén nữa. Muốn người bạn trai sao nữa? À, em muốn bạn là người không có tính cằn nhằn, không có lăng nhăng, và là người quyết đoán để trị cái bệnh ba phải của em. Ừ, đúng rồi, trong cuộc sống đôi lúc mình cũng phải có cái lập trường chút. Có điều gì em không thích ở người bạn trai, người chồng tương em lai? Em không thích một bạn sống mà quá phụ thuộc vào bia rượu. Ừ, đấy, không bia rượu, không thuốc lá, không gì hết. Thì hôm nay em có một món quà hơi hơi đặc biệt cho bạn. Chút xíu tặng đó phải không? Rồi. Còn em, nếu mà quan điểm mà xưa thì em mong muốn là bạn gái là phải biết nấu ăn nội trợ, nhưng mà bây giờ thì em không cần nữa. Nếu mà mình mong muốn như vậy á, mình phải làm được cái đã, rồi mình hãy là mong muốn điều đó. Rồi giờ thì em đã có như là nội trợ nấu ăn đi chợ, em đã làm được rồi. Bạn gái không biết thì em hoàn toàn có hướng dẫn hết. Hay quá, thấy không, mới có 4 năm mà suy nghĩ người ta chín chắn và thay đổi. Bởi vì trong mỗi giai đoạn thời gian của cuộc đời người, mình sẽ có những cái suy nghĩ và cái quan niệm khác nhau, cho nên tất cả mọi thứ không có gì là mãi mãi. Hiện tại thì em chỉ mong muốn là một người là gọi là đồng tư duy với mình thôi. Bản thân là từ trước giờ em vẫn là thích kinh doanh, nên là em mong muốn là bạn gái là vẫn là gọi là yêu thích kinh doanh. Rồi, đâu, xem coi hình hai bạn coi nè. Em có hình ảnh gì không cho chị coi coi? Ờ, cái hình kia thì chụp 20 năm về trước. Còn cái hình nào kia... 20 năm về trước, đấy hả? Dạ. Trời đất ơi. Hình rồi kia rồi. Thì mới hồi năm ngoái. Nhưng thôi. Nhưng mà cái này phải 20 năm về trước. Ủa, trong đây có luôn không? Có luôn. Ờ, đó, 20 năm về trước và 20 năm về sau, lựa một anh. Về đâu? Ờ, dễ chọn, dễ nhìn nè. Đó, lựa đi. Đâu, anh nào mà 20 năm về trước và 20 năm về sau. Hai anh này đều có trong hai tấm hình nha. À, để em suy nghĩ. Ra là khuôn mặt bạn này là giống nhau nhất đó chị. Hả? Hai bạn này có cùng một khuôn mặt à? Còn anh này thì chắc là không phải. Thì giờ chọn anh nào? Anh đeo mắt kính á. Anh đeo mắt kính, đấy hả? Dạ. Anh này. Dạ, em nghĩ là bạn nữ đeo kính này nè. Tại sao em lại chọn bạn đeo kính? Tại vì hai hình này nó giống nhau. Xin mời hai bạn hướng mắt về trái tim để xem cảm nhận đầu tiên của mình ngày hôm nay đúng hay sai nha. Sai, dạ. Em sai tên? Rồi. Em sai rồi. Vì là vì anh thay đổi nhiều quá nên là em... Anh kia cũng có nè, anh kia là cái anh ngồi bên kia. Tại vì em nhìn cái khuôn mặt ở đây, em không nhận ra luôn. Trời ơi, dễ khi cuộc sống làm thay đổi vậy đó. Dạ. Nhưng mà ở ngoài vẫn khác hơn, dù hai anh trong hình đó, anh ngoài này vẫn khác trong, hơn. Trong ngoài. Dạ. Ngoài ok hơn phải không? Ngon lành hơn đúng không? Dạ. Quá. Dạ, mình xin tặng em cái món quà. Mình cái gì? Mình là ai? Mình là... À, anh xin tặng em cái món quà này. Dạ. Dạ. Cái này là do... cũng là một câu cái câu chuyện mà do quá trình mình không biết làm gì hết trơn á, trong 4 năm trước á, vô tình mình đọc được cuốn sách này mà nhờ cuốn sách mình là tạo nên thành công như ngày hôm nay cho mình. 4 năm trước là năm 2016 là bầu cử tổng thống Mỹ. Trước khi bầu cử tổng thống Mỹ thì mình đã biết rồi, là trước đó là mình đã hình dung ra khi mà tranh cử mình nói là ổng sẽ là tổng thống. Con mà... người ta sắp đi nước ngoài, anh nói chuyện nước em ngoài á, tại vì cái ngày mà công bố kết quả bầu cử là hôm đó em đi làm, nhưng mà em không có làm. Em mở internet ra, xong rồi em theo dõi kết quả bầu cử và em theo dõi kết quả từng bang. Khi mà kết quả là Trump thắng cử, em cảm thấy sung sướng lắm. Tại vì ban đầu mình cũng không biết là Trump bầu cử gì hết trơn, mình chỉ biết là mình đọc qua sách ổng làm bước đầu sản. Mình còn đang ở Việt Nam mới chế mình bàn qua tới rê kì rồi mới chế tặng qua. Dạ em xin. À, em tặng anh một cái món này. Khá quà là đặc gì? Biệt. Đó, đặc biệt cho tôi coi coi. Hơi nặng. Nặng quá. Cũng là dạ, một cuốn sách, một cuốn sách. Anh là quê ở Sài Gòn luôn đúng không anh? Đúng rồi. Nên là em tặng anh một cuốn sách từ Sài Gòn. Dạ. Ủa, tặng cuốn sách thì được rồi, sao tự nhiên kèm rượu bia không vô trong chổng chi nó vậy? Hai chai rượu bia trong chổng chi vậy? Tại vì anh bảo là anh không có hết rượu bia nên là em tặng anh để anh tập anh uống từ từ. Rồi đây, sao biết ta không có rượu bia? Em đoán đó chị. Đoán được luôn. Cổ tặng mấy cái chai rượu bia này toàn đồ nhẹ không à? Dạ em biết rồi. Hôm có nằm mơ có thấy ông Tơ bà Nguyệt báo tin 32 năm ngày hôm nay con gặp chị Cát Tường, được gặp anh kia. Không biết uống rượu bia, tập cho ảnh nhậu xỉn đi con, rồi luộc ảnh luôn. Đó, đem ra hai chai. Rồi, hay quá. Chúc em thành công ngày hôm nay. Ý đồ em ghê quá, ý đồ em sâu xa. Phải lần đầu tiên tôi thấy tham gia chương trình mà tặng bạn trai bia. Trời ơi, cảm xúc đầu tiên khi nhìn nhau như thế nào? Dạ thì em thấy bạn nữ ở đây thì nhìn có vẻ là chững chạc. Ừ. Dạ, rồi cũng từng trải. Ừ. Từng trải cuộc sống thôi chứ dạ, chưa có tình trường. Tình trường thì em chưa biết chưa được. Chưa có. Dạ đúng rồi, tại vì nhiều khi qua những cái lời nói gì mình không thể nào xác định ngay lập tức đánh giá một con người được. Hay quá, không tin ai hết. Thế còn em? Khuôn mặt rất là hiền. Em bị ấn tượng với những người có khuôn mặt hiền như vậy. Tự tin tưởng. Đó là những cái cảm xúc đầu tiên có thể là
nó cũng hỗ trợ nhiều cho cuộc nói chuyện của mình. Bây giờ thì Tường sẽ dành cho hai bạn một khoảng không gian riêng 5 phút để chúng ta trò chuyện và ăn trưa cùng nhau, rồi Tường sẽ quay trở lại. Mời món ăn. Rồi, các Tường xin mời hai bạn thưởng thức món ăn rất ngon, nhìn trang trí rất là bắt mắt của nhà hàng An Kho nhé. Đây là món cá chẽm áp chảo dùng kèm với bắp Mỹ xào và sốt sa tế. Mời hai em ngon miệng, nhớ vừa ăn vừa trò chuyện với nhau nha. Ít phút chị Tường sẽ quay lại, tự tin lên. Dạ, anh chị. Cố lên em, cố lên. Dạ. Em 32 năm cơ hội một lần. Dạ. À, anh sống một mình như vậy là bình thường ở nhà ai đó ăn cho anh? Mình tự mình nấu ăn. Thật sự thì ban đầu mình nấu ăn thì thật sự là nó hơi bị dở. Thật sự là nhiều khi mình nấu món canh đó, nó như nước muối vậy đó. Dạ. Thì bây giờ sau này dần dần nó đỡ dần. Thì cái gì cũng vậy mà, mình làm biết rồi mình quen thôi. Vậy là ngày ba cửa anh đều tự nấu tự ăn ở nhà hết? Đúng rồi, tại vì mình thích là thích ăn ở nhà. Dạ, yeah, đúng rồi. Anh cũng sở thích với em á, tại vì em cũng thích ăn cơm nhà, em không có thích hàng quán nhiều. Yeah. Nhưng mà thường vậy là ăn chỉ có một mình thôi. Đúng rồi, mình ăn chỉ có mình nhiều khi nó cũng hơi buồn. Nếu sau này nếu có cơ hội thì em sẽ mời anh về nhà ăn cơm với má em. Dạ. Yeah. Là anh là kinh doanh nhà trọ. Đúng rồi, chuyên kinh doanh về nhà trọ, tại vì thì mình cũng vô tình thôi, như mình đọc cuốn sách của ông Trâm đó, thấy ổng bắt đầu đi lên cũng về mô hình cũng có dính díu về thuê cho thuê. Vậy là bố mẹ anh là đi lâu chưa nhỉ? 4 năm rồi. Chỉ có một mình với một căn nhà rất là to và với rất là nhiều người ở trọ cùng mình. Dạ đúng rồi. Thì mình coi như là ở chung với mấy bạn trọ luôn, mình có lấy một phòng mình ở. Phòng cũng đơn giản thôi. Anh có câu hỏi nào cho em không? Nãy giờ em hỏi anh không à? Ở giờ tới mình hỏi là mình thấy là lạ là tại sao mà 32 năm mà thật sự là mình nghĩ là bạn phải có người theo đuổi chứ không phải không có được. Em nói thật luôn á, không ai theo đuổi em á, em bảo em ế nhiều không tin mà. Nhưng mà sự thật là vậy đó. Là do mình đóng cửa quá trời người ta không có mở được. Em cũng không biết nữa, nếu mà em biết là giờ em không có ngồi đây đâu, em ngồi chỗ khác rồi. Không, nhiều khi á, mình nói hẳn chứ, nhiều khi vô đây mình tạo thêm một cái cơ hội thôi. Cũng như sao nhiều người hỏi mình, ủa sao làm phòng trọ mà bạn nữ đồ trong phòng trọ quá trời mà không có tìm được ai hết trơn. Yeah. Thì mình vẫn tìm, nhưng mà ví dụ mình nên nay mình tạo thêm cái cơ hội nữa để mình tìm phù hợp. Cơ duyên của mỗi người nữa. Đúng rồi, nhiều khi mình nói trong cái chương trình này vài tiếng gì, mình không thể nào đánh giá được toàn bộ con người. Dạ yeah, đúng rồi. Yeah. Mọi chuyện này phải có khởi đầu, vì có khởi đầu thì mình mới đi được, còn nếu không có khởi đầu thì sẽ không có gì cả. Chưa ăn với nặng. Yeah. Em có ăn thử rồi chị. Ngon cưng. Dạ ngon ạ. Thế bữa nay mình đến tham gia chương trình đó là mình có báo cho gia đình mình ở bên nước ngoài biết không? Dạ thì em mới báo vào sáng nay. Lê Kỳ đúng không? Dạ đúng rồi. Thế giờ này bên đó là mấy giờ? Buổi tối rồi mà giờ này chắc vẫn đang nhẹ. Vậy bây giờ mình gọi điện thử được không? Mình gọi cho mẹ hay cho gia đình mình có ai không? Dạ, dạ để em gọi. Rồi em gọi thử đi. Thế còn em hôm nay mình đi tham gia chương trình có người nhà đi theo không cơ? Em đi với bạn của em. Dạ. Rồi mình mời bạn em vô trò chuyện xíu luôn được không? Dạ bạn em đang đi. Rồi mời em gái nào bạn của bên họ nhà gái vô chị đi. Em tên gì? Dạ em tên An. Em tên An, còn em tên gì? Phương An ạ. Mình chơi với Uyên bao lâu rồi cưng? Dạ 5 năm rồi. Mà hai đứa có gia đình chưa? Dạ chưa chị. Rồi vậy bữa nay đưa anh đi xong rồi đưa hai em luôn nha. Dạ. Được không? Dạ bước chân đầu tiên. Bước chân đầu tiên. Để bây giờ mình trò chuyện với gia đình bạn trai một chút xíu rồi mình sẽ nói chuyện với nhau nha. Lên tivi rồi má. Lên tivi rồi má ơi. Nói tiếng Việt. Nè. Đó, chị Cát Tường nè. Dạ, chào cô. Dạ, con là Cát Tường. Rồi, giờ giới thiệu cho mẹ bạn gái bên kia thử coi đi. Nói chuyện đi. Nè, là cho coi bạn gái bên kia nè. Mẹ đánh giá như thế nào đi. Vài bữa rồi đừng nói con là chọn không đúng mà chọn sao. Giờ cho mẹ chọn luôn đó. Trời ơi. Con chào bác ạ. Chào con. Dạ, con là Uyên. Bác đã ăn tối rồi bác? 50 rồi. Bác 50 rồi. Nghe không rõ. Bác nghe không rõ. Bác chào vậy là được rồi. Mẹ thấy bạn đó như thế nào? Nè, cho coi nè, đó. Đâu rồi ta? Đó, xoay cam phía sau nè. Con trọng được thì được. Mẹ có tiêu chuẩn gì không mẹ? Con chữ ý thì được rồi. Thôi, vậy chào mẹ dạ. Rồi, con chào cô nha. Rồi, bye bye. Dạ, dạ. Trời ơi. Tại mẹ ngại ngại mà. Rồi bây giờ quay lại câu chuyện của mình. Nãy giờ thấy lắng nghe cái gặp cái buổi họp mặt ngày hôm nay, lắng nghe câu chuyện của hai bạn này thì em cảm thấy như thế nào? Dạ em thấy anh này cũng hiền lành, dễ thương. Thì hai bạn cũng chia sẻ chung sở thích đó là tìm hiểu về cửa tổng thống Mỹ anh ơi. Xa xôi, bạn dựng tình dương. Chịu bàn cái chuyện trước mắt rồi cái chuyện mình ế 32 năm không chịu bàn.
là cái chuyện mà đi đứng của anh này rồi kết hôn cái đồ thì em cảm nhận như thế nào, em có ý kiến gì không? Cái việc mà anh quyết tâm đi Mỹ á thì cũng tốt cho tương lai nữa, mà hai người mà quyết định tới với nhau, nhưng mà em quen biết tìm hiểu thôi á, xa như vậy á, rồi anh thì đang rất là muốn đi định cư nữa. Nên là em nghĩ nó cũng ảnh hưởng đến quyết định. Thật ra từ đây tới lúc định cư còn tới 1.5 năm, 2 năm nữa lận. Nội vì cứ yêu nhau trong đoạn đó trước đi cái đã. Còn tình yêu mà đã chín mùi rồi á, lúc đó quyết định cái gì cũng được hết trơn á. Dạ cũng đúng, nhưng mà em cũng không biết là anh kiểu như cái kế hoạch của anh là hay là chỉ bây giờ chỉ muốn kiếm một bạn để đi qua mùa mưa trước mắt thôi, hay là cái kế hoạch lâu dài sao? Dạ nếu mà cần đi qua mùa mưa bây giờ mình nói thẳng ra là không cần lên trên đây làm chi. Ngoài kia phòng trọ này này nọ nó không thiếu. Đúng đó, không. Nên là tại sao mà mình trình bày rất là kỹ, mình nói ngay từ đầu để biệt nữa anh đang đồng ý hay không. Ta nghiêm túc đó. Không, giờ trước mắt hỏi thêm hồi nữa người ta sẽ hỏi thêm. Bây giờ hai bạn có lời khuyên gì cho bạn của mình hay không đã? Suy nghĩ kỹ thì thí dụ là có hỏi thêm những cái gì á thì hãy hỏi luôn cho chắc ăn. Chứ đừng có ba phải. Đó, đúng rồi đó, tình yêu 32 năm một lần có ba phải được đâu. Em muốn khuyên gì không? Khuyên luôn chị Uyên đi. Thì chị Uyên cứ suy nghĩ kỹ, nhưng mà không, nhiều khi không phải là cứ suy nghĩ kỹ là nó sẽ được, sẽ đúng. Chị cảm nhận như thế nào thì chị cứ làm theo cái cảm nhận của chị đúng thôi đó. Rồi cảm ơn hai bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ chơi một cái mini game nho nhỏ. Mời em gái bốc trước đi, ưu tiên. Rồi đọc lớn lên cho chị yêu cầu trong đó. Anh nặng bao nhiêu ký? 54 ký. Hơi ốm. Em bao nhiêu ký? Em hơn anh ký anh đó. Nên á, yêu cầu này á cũng hơi khó. Yêu cầu bạn trai thể hiện sức khỏe bằng cách bồng bạn gái đứng yên trong vòng 30 giây. Dễ mà. Quá. Thể hiện sức mạnh, miễn sao mà nhấc cô bé nó lên được trong vòng 30 giây. Được không? Em cảm thấy lo lắng á. Em sợ. Lo sợ quá. Lo cho người ta quá. Không phải bạn nó lo cho bạn đó, nhiều khi bé giữa chân thiết luôn. Em nghĩ là bây giờ mình cổng thì dễ hơn á. Rồi quá, không làm gì cũng được rồi. 30 giây qua đi, tôi bấm đồng hồ canh. Đó, con ta bằng áo đầm đó, cái thế sao cho ta té chỏng chọi liền. Được rồi, cẩm ẩm, cẩm, cẩm. Anh đứng ở đây nè. Rồi đó, đây một. Khi mà em ráng anh đỡ em 30 giây nha. Ừ. Nếu mà anh đỡ không được thì em làm té chịu đúng không? Dạ. Giờ em sao? Cổng này phải thùng lùng xuống chứ. Đúng rồi, anh phải lùng xuống. Trời ơi. Rồi lấy hai cái tay ôm ra sau mông người ta. Đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em đang tắt thở thôi rồi đó. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Em cảm thấy dài tay hả chị? Đáng lẽ người ta phải hít lên. Không mà công nhận bạn nữ nặng thiệt, bạn nữ nặng thiệt chứ. Trời ơi, rồi lủi rủi lỡ ốm đau bệnh hoạn rồi ổng ta đi vô bệnh viện rồi sao? Thôi ráng lên để em giảm cân từ từ xuống. Không, em là không có giảm cân gì hết trơn. Em cao mà. Là em tăng cân đúng không? Em tăng cân tập thể lực rồi cho nó khỏe. Hóc câu đi. Rồi giới tính rõ ràng ghê. Học lớn lên. Sinh nhật sắp tới của bạn gái. Bạn gái đề bạn nghĩ. Gái đề nghị mua tặng cho cô ấy một đôi giày trị giá 20 triệu. Bạn sẽ mua hay không, vì sao? Dạ thì em sẽ không mua. Lý do vì sao? Giải thích với bạn gái coi tại sao không mua. Lúc đó em sẽ điện thoại cho mẹ bạn gái ấy, sau rồi em hỏi là mẹ bạn gái ấy thích món gì. Xong rồi em sẽ mua món quà tặng cho mẹ của bạn gái ấy. Sao tự nhiên không tặng cho bạn gái mà tặng quà cho mẹ tại bạn gái? Tại vì theo em thấy là cái ngày sinh nhật á, cái người cái ngày mà đầu tiên là ngày vui nhất á, là ngày của mẹ, như mẹ của em vậy đó. Tại vì lúc ấy em còn nhỏ xíu, em không biết gì hết trơn á. Lúc đó là người vui sướng nhất là người mẹ em. Cái ngày đó là ngày của mẹ em. Rồi cái bạn gái em nói vậy thì anh mua đôi giày này size tặng cho mẹ em được không? Được. Nếu mà mẹ em thích em anh chấp nhận em mua. Mà tự nhiên mà nhưng mà mình quen bạn gái thì mình phải tặng quà cho bạn gái. Em lại sinh nhật bạn gái không có quà bạn gái. Quan điểm này nhỏ lớn tôi mới nghe luôn. Tự nhiên sinh nhật bạn gái bằng cách quà không mua. Mà mẹ bạn gái đi mua tặng cho mẹ bạn gái. Cái giá trị mà 20 triệu thì với một đôi giày thì em thấy nó không có đáng. Thì em phải giải thích cho bạn gái, nhưng mà giờ ta thích đôi giày đó. Em giải thích cho bạn gái hiểu là tại em không muốn tặng quà mắc tiền, hay là tại em không muốn tặng cái đôi giày. Đôi giày 20 triệu á, khi mà mình có thể là mua được 10 đôi á thì mình có thể mua được một đôi. Mà trong khi nếu mà năng lực mình một tháng mình chỉ có 20 triệu không á, thì mình lấy 20 triệu mua cái đó thì không nên. Ví dụ mình kiếm được 20 triệu thì mình có thể là mua món quà 2 triệu thì được. Cái giải thích đó nó mới hợp lý. Còn cái giải thích mà tự nhiên đi mua quà cho mẹ, tại vì sinh nhật của mẹ vui, cái đó là tào lao. Rồi mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ nha.
cảm xúc là do mình tự quyết định. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò bấm thật mạnh, còn không đồng ý có quyền lấy tay ra. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm và nhắm mắt lại. 1 2 3. Hết thời gian. Và hai nửa trái tim đã cùng sáng đèn. Mời hai em qua bên đây. Trước tiên là nắm tay nhau đi hai bạn. Lần sau em sẽ mang giày thấp hơn. Không, em không có đâu. Em mang như vậy em vẫn thấp hơn ảnh đó. Nên cứ tự tin mang giày cao gót, không vấn đề gì. Phụ nữ mình nhìn cao lưng cao lén thôi. Đây nha, món quà đầu tiên chương trình dành tặng cho mình, đây là những chiếc vé xem phim. Món quà cho em làm đẹp là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Chúc cho hai em sẽ có những cái không gian, có những cái buổi hẹn hò thật tuyệt vời. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và mọi người ơi, hôm nay thì bà Mai cũng đã thành công trong công việc mai mối của mình rồi. Chị cũng cảm nhận là bạn ấy là một người chân thành, nhưng mà chị cũng không biết là sau này sẽ như thế nào, nên là chị cứ bấm nút và cho mình một cơ hội. Ban đầu gặp thì mình nghĩ là bạn ấy thì khoảng chừng 80% là mình nghĩ bạn ấy bấm nút. Giờ muốn đến được với nhau á, đầu tiên là phải tìm hiểu trước. Nếu mà bây giờ không có cho cơ hội tìm hiểu nhau thì chắc chắn là không đến được với nhau rồi.